Bây giờ nói qua cái tâm, thì nói sơ lược thôi đó nha, chứ còn nói cặn kẽ thì không đủ thì giờ đâu. Nói sơ lược thôi. Bây giờ nói cái tâm. Tâm nó ở đâu, nó ra làm sao? Cái thân thì mình diễn tả được rồi. Ông đó bề cao là bao nhiêu, cân nặng là bao nhiêu, hình dáng ra nước da sao mình tả được. Bây giờ cái tâm và mình làm sao mình chỉ? Không có. Nhưng mà ai cũng nói cái tâm được hết. Thế thì cái tâm tôi như thế này, cái tâm bà A như thế kia. Mình tự vỗ ngực mình nói tâm của mình. Mình nói được, nhưng mà biểu chỉ cái tâm thì mình chỉ không được. Như vậy là cái biểu hiện về tâm thì chúng ta nói được, chúng ta thấy được, mà chỉ cái hình dáng của cái tâm, màu sắc của cái tâm là chúng ta không thể chỉ được. Thế thì có cái bà trong xóm của mình, bà tốt lắm, tức là việc gì bà cũng sẵn sàng. Đối với chòm xóm, đối với bà con láng giềng, mọi việc bà tốt. Thì chúng ta mới nói cái bà đó cái tâm sao? Bà đó cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả, cái tâm tốt, cái tâm gì đó đủ thứ nói, diễn tả đủ thứ chuyện nói hết. Rồi cũng một cái bà khác ở đằng sau hè mình, 30 ngày nghe bà chửi hết 30 ngày rưỡi, tức là lố thêm nửa đêm á, cho nên 30 ngày rưỡi. Rồi cái việc gì của chòm xóm thì bà cũng không tham gia, cũng không giúp đỡ được ai. Thế thì mình nói cái bà đó cái tâm gì? Cái tâm hắc ám, cái tâm mai dương, cái tâm thanh đề, tức là cũng cái tâm không. Như vậy là biểu hiện của cái tâm thì chúng ta thấy, chúng ta diễn tả, chúng ta nói được. Vậy thì chúng ta xác định có tâm rồi. Chứ nếu không có thì không được, có tâm đó. Bây giờ chúng ta nói theo đạo Phật, chứ còn mình nói theo thế gian thì mình nhận có tâm là vậy đó. Nhưng mà nói theo đạo Phật thì là có chơn tâm và có vọng tâm, tức là có hai tâm, chứ không phải có một được, hai tâm. Hàng ngày chúng ta sống với cái sinh hoạt đối nhân xử thế đó, là chúng ta dùng cái vọng tâm. Phải trái hơn thua, thiện ác, trắng đen, giàu nghèo, đó là cái vọng tâm. Chúng ta sử dụng cái tâm đó đối đãi với mọi người. Chúng ta sống hàng ngày với cái tâm vọng. Vậy mà cứ vỗ ngực cái tâm tôi, có phải mình mê không? Mê rõ ràng. Chúng sinh mê, Phật ngộ. Mà mê cái gì, ngộ cái gì chúng ta không biết. Chúng ta mê là vì chúng ta nhận cái tâm đó là tâm của chúng ta. Tâm hàng ngày mà chúng ta sinh hoạt đó, để làm cho người ta giận, hiểu nè. Rồi đến năn nỉ, người ta hết giận. Rồi mai cái mình có cái Phật ý gì đó, người ta giận nữa. Như vậy cứ giận rồi hết giận, giận rồi hết giận, cũng là cái tâm đó chứ. Nhưng mà cái đó là vọng tâm. Thế thì tất cả chúng ta sống trên cuộc đời này, cái thân ngũ uẩn này bằng xương bằng thịt, do bốn duyên hợp thành đất nước gió lửa, cộng với cái vọng tâm đó thành là con người. Để thôi chứ không có gì hết, mà là vọng tâm. Cho nên trong duy thuyết nói nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết duy tâm tạo là tất cả đều do tâm biến hiện tạo ra. Chúng ta thử thí dụ vài việc chúng ta thấy. Thì một người làm thợ đóng bàn ghế, mình nhờ cái ông thợ đó đến nhà mình mua gỗ về, mình nói với ông thợ: anh đóng cho tôi cái bàn chiều dài, chiều ngang, chiều cao. Chỉ nói vậy thôi. Thế thì bây giờ cái ông thợ đó, ông mới vẽ cái bàn ở trong tâm ông. Chứ nếu ông vô tâm là không bao giờ ông có cái bàn được hết. Ông vẽ cái bàn ra. Thế thì nó hiện cái bàn ở trong tâm của ông, rồi ông mới lấy mực, rồi dọn cây, rồi bào, rồi đóng này kia khác. Tuần lễ sau giao cho chủ nhà: thưa ông, thưa bà, đây là cái bàn. Như vậy là ban đầu cây, đinh, người, tất cả mọi cái duyên rời rạc với nhau hết. Nhưng mà do cái tâm, ông suy nghĩ, ông tính toán, ông sắp đặt, ông vẽ cái bàn sao trong tâm ông đó, rồi bắt đầu ông hành động, rồi tuần lễ sau ra cái bàn. Thì như vậy là cái tâm này tạo ra cái bàn. Rồi bây giờ cái tâm nó tạo ra một cuộc chửi lộn. Tâm nó tạo chứ không phải mình chửi. Bây giờ quý vị đứng dậy chửi lộn tôi nghe thử coi. Nếu quý vị chửi được tôi lại quý vị tới chiều. Nó thật rồi đó. Quý vị nào là đứng lên chửi lộn tôi coi thử, có phùng mang trợn mắt rồi chửi rồi kia khác nào thử coi được không? Mắc cỡ chết đi. Nhưng mà cái tâm nó sùng lên cái chửi như không. Ngộ vậy. Cái tâm nó sùng lên đó, nó nổi tam bành lục tạc lên là chửi. Giống gì chửi cũng được hết. Bây giờ chửi không được. Như vậy là qua một cuộc chửi lộn không phải tự nhiên mà do cái tâm nó động, nó nổi cái vọng tưởng lên, phiền não lên. Thì bây giờ cái miệng này mới ngoan ngoãn làm theo cái tâm. Cho nên có một cuộc chửi lộn ẩu đả quá trời qua đây, không còn bà con dòng họ gì hết. Như vậy là phải cái tâm đó, chứ đâu phải là cái miệng chửi. Bây giờ sang cái chuyện khác là cái chuyện ăn cắp. Nói cái người đó ăn cắp, mình bắt người đó mình cột cái tay lại. Nè, đâu có hết ăn cắp. Mà vì người ta nói cái tay này ăn cắp, cái thân này ăn cắp, nhưng mà người ta không biết là cái tâm ăn cắp chứ không phải cái thân cái tay ăn cắp. Quý vị đến nhà người bạn chơi, thăm chơi nè, rồi chiều đi vào phòng tắm, dòm thấy ở trên cái móc áo trên nhà tắm nó có cái đồng hồ. Mà cái đồng hồ này là đắt tiền lắm, tức là con mắt mình thấy rồi. Thì khi con mắt mình tiếp xúc với cái đồng hồ thì nó khởi ra hai trường hợp. Một là tham, hai là vô tham. Nó khởi lên hai cái trường hợp. Bây giờ chúng ta khởi cái tham tâm, gọi là tam độc đó. Khởi cái tham tâm sở lên thì nó xúi cái tay này lấy cái đồng hồ, rồi nhét ở lưng quần, đi ra ngoài kiếm chủ nhà hỏi qua loa, đi về mất. Chứ để tao phát hiện sao? Thì như vậy là có phải cái tay này ăn cắp hay là cái tâm ăn cắp? Cái tâm ăn cắp. Cái tay này là cái công cụ làm theo mệnh lệnh của cái tâm. Còn cái trường hợp thứ hai là thấy cái đồng hồ nhưng mà khởi cái vô tham tâm sở, thì cũng cái tay này cũng lấy cái đồng hồ nhưng mà cầm thẳng ra hỏi ở trong nhà chứ ai bỏ quên cái đồng hồ trong nhà tắm. Bây giờ mình mới làm anh hùng rôm nha. Gặp tao chứ gặp ai là rồi. Ngon không? Làm anh hùng rôm không? Gặp tao chứ gặp ai là rồi. Như vậy là cũng là tắm. Nhưng mà tham tâm sở nó xen vào, nó làm chủ. Thì cái tay này lấy cái đồng hồ và cái vô tham tâm sở nó khởi lên thì cũng lấy cái đồng hồ nhưng mà không tham trả lại cho chủ nhà. Như vậy là tâm. Đó là vọng tâm. Tôi kể mấy việc đơn sơ để quý vị thấy. Thế thì bây giờ cái vọng tâm rồi, bây giờ cái chân tâm nó ở đâu? Cái chân tâm nó ở chung với cái vọng tâm, chứ không phải ở ngoài, cũng phải là hai là một. Trong kinh Đức Phật thí dụ cái ly nước, trong cái ly nước này có hai phần đục, tức là cặn đó, và một phần nước trong, chung trong một cái ly. Thế thì bây giờ quý vị muốn cho cái phần cặn nó lắng xuống để cái phần trong mình sử dụng được, thì chúng ta cần cái thời gian để nó yên, là nó trong. Có một cái giai thoại thiền, tôi kể quý vị nghe, ngắn thôi. Thì có mấy đứa bé nó chạy lăng xăng nó chơi, mà trong mấy đứa bé này đã có một đứa bé, nó thường thấy vị thiền sư đó tối nào cũng mặc áo thắp hương rồi ngồi và dặn nó thế này: khi nào con thấy ông ngồi là con làm thinh, đừng có cử động. Dặn thằng bé đó vậy. Thì bé nó nghe lời, nó thấy thiền sư đó mặc áo đốt hương rồi ngồi đó yên. Vài hôm nó mới hỏi: thưa ông ngồi lâu như vậy để làm gì? Thiền sư đó mới nói: ngồi lâu để cái tâm nó yên. Thì hôm nọ mấy đứa bé nó chạy nó chơi, nó vào nó mới xin nước uống. Thì vị thiền sư đó mới lấy cái chai nước mà bằng trái cây xay, cho nên thằng bé nó mới rót ra 5 cái ly cho 5 bé. Thì còn cái phần cuối cùng hết là phần cặn, cho nên nó rót ra rồi nó thấy cặn, nó không uống. Nó mới tiếp tục nó chạy chơi một đổi nữa. Và khoảng 10 phút sau nó khát nước mà, nó chạy trở vào thì nó nhìn nó thấy cái ly nước đó trong, mà cái cặn nó lắng xuống. Thì nó bưng cái ly nước nó uống, nó chừa cái cặn lại. Thì tối hôm sau nó mới gặp vị thiền sư tiếp tục ngồi thiền. Nó mới hỏi: thưa ông ngồi lâu cái tâm nó yên, giống như là cái ly nước để lâu nó trong, có phải như vậy không? Thì vị thiền sư đó gật đầu. Như vậy là qua cái ly nước trong và đục mà để nó lắng xuống, cái phần đục bỏ đi và còn cái phần trong ta sử dụng được, thì cái cậu bé đó mới hiểu được cái việc của vị thiền sư ngồi lâu để cái tâm nó yên. Như vậy Phật dạy chúng ta giữa cái thân, giữa cái tâm vọng và cái chân tâm, tức là hai cái tâm này cùng là một, giống như là cặn cáo và phần nước trong chung một cái ly. Thế thì tu theo nhà Phật là dùng cái biện pháp làm cho cái tâm vọng đó nó lặng yên xuống, để còn cái tâm trong, cái phần trong của nước đó, cái đó gọi là chân tâm. Sở dĩ mà Đức Phật nói được như vậy, thấy được như vậy, là Ngài tự chứng được, Ngài tự chứng đắc được. Sau khi Ngài gạn lọc hết vọng động phiền não tâm tưởng để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Ngài trở về cái chân tâm thường trú mà tất cả chúng sinh ai cũng có cái tâm đó. Cho nên Ngài nói trong kinh là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có cái hạt giống Phật, có cái tánh Phật. Như vậy là ta xác nhận là có tâm, mà mình học Phật mình hiểu thêm là có tâm vọng, có tâm chơn, tức là tôi trình bày thân tâm. Cái phần thứ ba tôi trình bày đó là thân ở đâu, tâm ở đó. Thì cái này là cái rất là quan trọng. Mình học Phật, mình tu Phật mà mình lấn cấn ở chỗ này đó là khó tu, là khó hành. Phải cho nó rõ ràng. Giống như là một cái người thuyền trưởng đi ra khơi mà thiếu la bàn thì nhất định chạy vòng vòng rồi chạy vô bờ, không tới đâu hết. Cho nên người học Phật chúng ta phải nắm cái này, phải hiểu cái này cho nó rõ ràng. Chúng ta tu tới nơi tới chốn, thân ở đâu tâm ở đó. Rồi tôi nói cái thân ở đâu tâm ở đó. Thế thì bây giờ tôi ngồi ở chùa Hoàng Pháp này là thân tôi ngồi tại chùa Hoàng Pháp. Và tôi đang thuyết pháp tại chùa Hoàng Pháp là tâm tôi ở tại đây. Là thưa quý vị, cái này hiếm lắm, khó lắm chứ không phải đơn giản. Có khi nào quý vị ngồi ăn cơm mà quý vị tưởng ở chỗ khác, có không? Ngồi ăn cơm thật sự nhưng mà nghĩ ở đâu á, chứ không phải là nghĩ ăn cơm. Cho nên cái cách tu hành của nhà Phật là sao? Tức là chúng ta đánh mất cái hiện tại. Chúng ta đánh mất rồi. Cho nên cái phút giây hiện tại là phút giây an lạc, là hạnh phúc, là giải thoát. Thế mà ta đánh mất rồi. Vì sao? Vì thân tâm của chúng ta rời nhau. Thế thì người tu thiền không khác người niệm Phật. Người tu thiền đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Tất cả 4 cái quay nghi hành trụ tọa ngọa đều là thiền cả. Thì như vậy đó, mình lặt rau mà mình biết mình đang lặt rau. Còn cái này mình đang lặt rau nhưng mà nó chạy đâu mất. Có thể xuống phố, có thể đi chợ, có thể đi nghĩ về con, có nghĩ về nợ nần, có gì đó chuyện đủ chuyện mà đang lặt rau. Cho nên người đời quý vị biết, ban ngày thì làm vất vả, có khi 8 tiếng, có khi 10 tiếng, có khi 12 tiếng. Rồi tối mình về mình nghỉ. Tức là mình để cho cái thân này nó nghỉ, nhưng mà cái tâm của mình nó chưa nghỉ. Mà cả cuộc đời như vậy tội nghiệp không? Tâm nó cũng làm việc chứ, nhưng thế mà chúng ta không có thì giờ để cho tâm nó an nghỉ, mà nghỉ cái thân thế thôi. Cho nên đầu năm mình đến chùa để cầu an là mình sợ năm nay, mình sợ cái sao xấu nó chiếu vào bổn mạng của mình không ổn, cho nên mình mới cầu. Thì như vậy là muốn cho cái thân này an mà mình không biết cái tâm mình không an. Thế thì thánh hiền, chư Phật, chư Bồ Tát đều dạy chúng ta là tâm an, vạn vật an, tâm bình, thế giới bình. Cái tâm an thì vạn vật an, mà tâm bình thì thế giới bình. Chứ không phải nói cái chuyện thế giới là nói cái chuyện bao la, chuyện Tây, chuyện Đông, chuyện Âu, chuyện Á, mà nói ngay cái tâm của chúng ta. Cái tâm bình, thế giới bình. Thế giới là muôn màu, thế giới là muôn vật. Thì cái tâm này nó như ông họa sĩ, nó vẽ ra muôn màu, nó vẽ ra muôn cảnh, nó vẽ ra muôn vật, nó vẽ được hết. Cái tâm là ông họa sĩ, vẽ hết sơn hà đại địa. Thế thì ông họa sĩ, ông cầm cái tờ giấy trắng không phải gì hết, nhưng mà ông cầm bút, ổng chấm sơn, ổng vẽ một lát này đủ thứ hết. Bãi biển cũng có, hòn chồng cũng có, Hà Tiên cũng có, thành phố cũng có. Là ở trong tâm của ổng, chứ đâu hình ảnh ở trong tâm của ổng. Cho nên vì vậy cả cuộc đời chúng ta lăng xăng, chúng ta bôn ba, chúng ta chạy tới chạy lui như là ngựa ra ngoài đồng nội vậy, không cho bao giờ để cái tâm yên hết. Thế thì cái phương pháp tu hành của nhà Phật, dù 10 tông của Phật giáo, Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông, Pháp hoa tông, Duy thức tông, trong 10 tông đó cũng lấy một cái phương thức tu hành căn bản, đó là làm sao cho tâm được yên. Mà muốn tâm được yên là ta phải sống với cái hiện tại, chứ ta đừng có thường thì chúng ta có hai cái điều thế này. Một là chúng ta nuối tiếc cái điều quá khứ. Mấy người già ngồi lại với nhau thì nói là sao? Tôi nhớ hồi năm xưa đó, tôi như thế này, tôi làm ăn như thế kia, đủ thứ chuyện nhớ về năm xưa. 50 năm về trước, 70 năm về trước, nhớ lại hết rồi, nói cái quá khứ đó là nuối tiếc. Còn cái giới trẻ mà ngồi lại đó thì nó nói cái chuyện tương lai. Mai mốt tôi sẽ làm cái này, mai mốt tôi sẽ làm cái kia. Thế thì ai cũng đánh mất cái hiện tại cả. Người già cũng đánh mất cái hiện tại, mà người trẻ cũng đánh mất cái hiện tại. Cho nên ta không an lạc, ta không giải thoát. Cho nên ta phải sống với cái hiện tại. Mình đang ăn cơm là mình biết mình đang ăn cơm. Thế thì Thiền sư Nhất Hạnh, ngài có một câu chuyện nhỏ thế này. Hôm nọ có một người khách ở bên Mỹ qua làng Mai của ngài đã thăm, thì ngài tiếp ông khách thì không có cái gì hết. Ngài dòm lên trên bàn Phật thì có mấy trái quýt, có 3 trái trên cái dĩa đó. Ngài mới lấy cái dĩa quýt xuống, ngài lột trái quýt ra, ngài mời ông khách dùng. Thì ông khách ông thiệt tình, ông làm cái miếng cái trái quýt đó có 3 lần cái hết trơn. Ngài lột trái nữa, ngài mời ông làm 3 lần nữa cái hết trơn 2 trái quýt. Ngài lột thêm tiếp trái nữa, ngài đưa, chứ không có qua một trung gian, cũng không qua một thời gian nào để mà suy nghĩ, không có. Mà thân ở đâu thì tâm ở đó. Vì vậy cho nên người tu của chúng ta có cái hai sự sai lầm mà rất lớn, rất nặng, mà Phật thường cân nhắc chúng ta, đó là chúng ta chấp thân và chấp tâm. Ở ngoài đời, ở ngoài thế gian đó, mà hễ người nào chấp là người đó khổ. Còn ở trong Phật Pháp là người tu hành của chúng ta đó, mà hễ vị nào chấp là vị đó sanh tử luân hồi. Cái này là cái căn bản. Tôi nói cái hành tướng của nó cho quý vị nghe. Cái chấp, tức là mẹ chồng với nàng dâu, thì cái này là thường xuyên. Chỉ cái gì thì nó còn khó hiểu, chứ còn chỉ cái này thì rất là dễ hiểu. Mẹ chồng với nàng dâu, hồi còn là con gái đó mà thấy cái cảnh mẹ chồng nàng dâu cũng bực mình lắm. Nhưng mà lớn lên rồi, có con rồi, có xuôi có gia có dâu rồi, cũng là làm bà mẹ chồng như ai vậy thôi. Cái khuôn nó rập lại như ai, chứ không thể bỏ được. Tức là mẹ chồng nàng dâu, thì có cái gì là do cái chấp. Tức là cái giới trẻ ngày hôm nay với cái tuổi già mình ngày xưa không có hợp. Như vậy là mình sống với giới trẻ. Chúng tôi ở nhà chùa, tôi làm vị trụ trì, đệ tử chúng điệu của tôi còn rất nhỏ. 15 tuổi có, 12 tuổi có, 30 tuổi có, 20 tuổi có. Thì các chú với tôi đâu có đồng một trang lứa, đâu có cùng một cái tuổi, cái hoàn cảnh nó khác nhau. Nếu mà tôi chấp ra, tôi bảo rằng học trò tôi, các chú của tôi cũng giống như tôi ngày xưa nữa, thì chùa tôi bỏ không, không có ai đốt nhang, không có ai quét chùa đâu, nó đi hết trơn. Như vậy ngày xưa đó, tôi ở chùa vải sồ không có, mà muốn có được cái y đó là phải mua vải ở ngoài chợ, vải ta đó, vải tháo về rồi mai. Rồi quý vị biết rằng mài cái gừng đó, gừng nghệ đó, mài rồi vắt lấy cái nước, rồi cô nó lại, rồi mới đem nhuộm cái, rồi hái cái trái dừa xiêm nó lấy cái nước đó, rồi mới là phủ lên đặng cho nó không có phai màu. Rồi cái áo thì cái áo màu lam, mà cái y màu vàng thì nhuộm cái kiều. Ở nhà chùa đó quý vị mặc chừng dài ba cái tụng kinh thì áo vàng mà y cũng vàng luôn, nó luốt luốt chặt giống ngày hết trơn. Bây giờ mà bảo học trò tôi để tôi mặc cái áo đó, nó hít một cái nó đi về liền, nó được không thèm tu đâu, nó không tu đâu. Còn nhuộm cái áo màu đà này, quý vị đi lượm cái vỏ măng cục rồi về rồi giả ra rồi nấu lại, rồi bỏ cái áo nó vô rồi nấu mấy tiếng đồng hồ, cỡ như nấu bánh tét rồi đó, rồi đem xuống bùn mà chôn. Trời Phật ơi, đi ngồi gần người ta nó hôi gần chết. Bây giờ biểu đệ tử tôi nó mặc, nó tu, nó không có mặc đâu. Tôi nói đại khái như vậy, thì gia đình của quý vị cũng như thế thôi, cũng giống như ở chùa của tôi chứ đâu khác gì đâu. Như vậy là cái thế hệ của người già, thế hệ người trẻ không bao giờ nó ăn rập với nhau, không bao giờ đồng bộ với nhau. Mà chúng ta không thông cảm, chúng ta chấp thì là không thể sống nhau được. Tôi nói một khía cạnh rất đơn giản, một khía cạnh thôi, chứ còn xã hội nhiều chuyện lắm. Không, thế ngày xưa là ông bà của mình là mặc áo phải gài nút đàng hoàng, bây giờ chúng nó là mặc áo thun, nó trồng vô hết trơn. Áo mặc đâu qua khỏi đầu, nó qua cái dù. Đó thì mình chấp rồi mình khổ. Rồi đó, quý vị thấy đó, mình cố chấp rồi mình ôm cái khổ đó ở trong tâm, ở trong thân mình, sanh bệnh thôi chứ không được gì hết. Cho nên là sống giữa hai cái giới già trẻ là nhất định cái quy luật của nó là xưa nay không bao giờ hợp nhau, cho nên mình phải dung hòa với nhau, phải thông cảm với nhau. Ngày xưa tôi đi học, từ lúc mà vô trường học cho đến ra trường học mấy năm trời, tôi cũng chẳng biết cái máy, cái móc, không biết gì hết. Bây giờ học trò tôi nó đi học, nó về nó xin, nó mua, tôi khùng luôn. Nó mua cái máy không cũng khùng hết rồi, đủ thứ máy hết rồi. Mà giờ nó tao hồi đó làm sao, thì bây giờ bay đòi hỏi, không thể được. Xã hội bây giờ ngày hôm nay nó khác, ngày xưa nó khác. Đó là tôi nói cái chấp, mà về cái vật chất, về cái cách đối nhân xử thế, cái sự sống ở bên ngoài xã hội đó, mà trong gia đình của quý vị mà quý vị chấp thì quý vị khổ. Cái bà Phật tử tôi, bà con cái này nè, bà chấp cái này, để quý vị tưởng tượng sao, làm cái nhà mới đàng hoàng, rồi mở đường, nhà nước quy hoạch, rồi cất nhà sang trọng đàng hoàng. Cái ông con đó mới ra chợ mới thỉnh cái tượng Quán Thế Bồ Tát bằng sành sứ của Trung Quốc đó về thờ, thì bà mẹ bà không chịu, bà nhất thiết là bà không chịu. Bà nói rằng ông Phật của bà linh, còn ông Phật của nó không linh. Mà quý vị biết rằng cái khuôn hình mà hồi năm 60 tới bây giờ mà bà đốt nhang đó, thì dòm khuôn hình với cái ảnh Phật đó bằng nhau, tức là bên ngoài đen sao thì Phật cũng đen vậy. Mà đem lên cái nhà mà sơn phết rồi nó khang trang, nó sạch sẽ như vậy mà đổi cái tượng Phật, bà nó không chịu. Bà nói Phật của bà linh, còn Phật con bà không linh. Thế là đợi cho bà già đi thì ông con mới rinh cái tượng Phật của ông con để lên. Bà già bà về bà rinh ông Phật của bà lên, bà để ông Phật ông con suốt. Cứ như vậy không. Thế thì hôm nọ cái ông con ổng tới chùa, ổng mới tâm sự với tôi, ông nói con khổ quá bạch thầy, từ hồi cái nhà cũ mẹ con với con thì nó yên ổn, bây giờ từ ngày các cái nhà giờ con với mẹ con lục sục có cái diện tượng Phật không à. Tôi nói thôi để đó đi, rồi hôm nào thầy xuống là thầy an vị, là thầy giải quyết cái chuyện đó chứ. Bữa đó tôi xuống tôi hỏi chứ cái nhà hồi trước đó bà cất hay là của ông bà để lại? Bà nói của ông nội, bà nội sắp nhỏ nó để lại. Rồi bây giờ nhà nước ta làm đường, ta quy hoạch rồi thì tụi nhỏ nó cất lại cho khang trang. Tôi nói sao không để cái nhà cũ đỡ luôn đấy. Của ông nội mà. Cái đó xưa đó bà, cái đó linh lắm á. Cái bà nghe tôi nói vô đó cái bà lắc lư vậy, bà hết đã lời rồi. Tôi nói thôi bữa nay đó đem cái Đức Phật mà thằng nhỏ nó thỉnh nó ở ngoài tiệm đó đem về tôi an vị cho, còn cái Phật mà cũ hồi xưa đó giống như cái nhà của ông nội xưa thôi bỏ. Bà nói vậy hả? Thế thì có chừng việc đó mà hai mẹ con 6 tháng trời giải quyết không được. Tôi đó tôi làm cái gọn hơ, tôi rinh cái ông Phật nó về rồi xong. Tôi làm lễ tôi ăn gì, tôi đọc Đại Bi rồi chút vậy đó, tôi sái tịnh tôi làm xong tôi về. Vậy là mẹ con sống bình thường. Bữa nay bà nói trời nhà tôi đẹp quá, ai vô cũng khen hết thầy. Như vậy là chấp chứ có gì đâu. Một cái bà Phật tử ở dưới Bến Tre, cái thầy đã về cái cồn Thái Sơn nó lãnh cái chùa nhà quê mà nó lụp xụp, nó thiếu đủ thứ, từ nhà bếp lên cho tới nhà khách cho lên tới chánh điện, thiếu đủ thứ. Bà về bà đếm bà mua hết chở qua một ghe. Thế thì đầu cuối năm tháng 10 tháng 8 gì đó qua đầu năm, gia đình bà ghi tên cúng sao mà thầy trụ trì không đọc cái tên gia đình bà trước, bà đem ghe bà chở về hết, không còn gì hết. Quý vị về Bến Tre qua cái phà Tân Thạch đó, quý vị hỏi bà Hai La là ai là bà đó đem ghe chở đồ hết chùa về, chở hết. Như vậy là bà chấp đi đó, thầy trụ trì không đọc cái tên của gia đình bà cúng sao đầu năm, bà chấp bao nhiêu đó thôi, đem đồ máy qua chở hết ghe ra về, không còn sót gì hết, đếm từ đôi đũa trở về luôn. Thế thì quý vị thấy cái chấp nguy hiểm không? Đó là tôi nói ở ngoài đời đó, còn ở trong Phật Pháp của chúng ta tu hành mà chấp, tức là người tu cái pháp môn này rồi chấp cái pháp môn này mà bài xích cái pháp môn khác, cũng là chấp. Bây giờ tôi tu tịnh độ mà ai nói thiền tôi nói rằng tôi không rành, làm ơn nói dùm vậy được, làm ơn dùm chút nha. Tôi tu tịnh độ thiền tôi không rành, thôi quý vị đến thiền viện nhờ các vị thiền sư đó chỉ dẫn, như vậy là được, chứ tôi không được bác. Người khác tu thiền hỏi về tịnh độ thì người tu thiền họ nói tôi không rành, quý vị đến cái đạo tràng niệm Phật để hỏi quý vị tu tịnh độ đó, người ta trả lời thì tôi trả lời tịnh độ được, tôi trả lời thiền không được. Còn vị khác họ tu mật thì họ không biết tịnh độ, họ không biết thiền là đúng. Chứ còn chúng ta chấp cái pháp môn của mình tu và mình cho những pháp môn khác là yếu hơn, thấp hơn, sau đó cái đó là có tội lớn, có tội lớn. Cho nên tôi thường kể cho quý vị nghe, hồi tôi học Kinh Bách Bộ là có 100 cái bài thí dụ, ở trong đó nó có cái bài thí dụ như thế này. Ông lão sư đó có 2 người học trò, mà cái việc làm của 2 vị học trò này tức là ban đêm đó thì ông học trò A đó là bóp cái chân mặt của lão sư, cái vị học trò B là bóp cái chân trái của vị lão sư, mà 2 vị học trò này không ai ưa ai hết. Một hôm cái ông học trò A nó đi khỏi mà cái chân bên mặt của lão sư đó thì nhức, cho nên lão sư mới nói cái ông học trò B đó, con bóp giùm cái chân thầy một chút. Thằng A nó không có ở nhà, thế thì cái ông B này ông giận cái ông A, ông đập cái chân lão sư gãi, đâu có thèm bóp. đập gãi. Rồi hôm sau cái ông A ông về, ông B đi khỏi, ông lão sư mới nói con ơi, cái chân bên B của thầy nó nhức mà thằng B nó không có ở nhà, con bóp giùm thầy nó đỡ nhức chút. Cái ông A này ổng mới trả thù ông B, ổng đạp cái chân lão sư đó gãy luôn. Như vậy là câu chuyện thí dụ chứ không phải là chuyện thiệt, nó thí dụ mà. Nhưng mà ngày hôm nay đó là chúng ta thấy rõ ràng là Thiền tông và Tịnh độ tông cãi nhau chống nhau thì ai chết? Đức Bổn Sư chết. Đó, vì vậy cho nên chúng tôi nói để quý vị thấy rằng do cái chấp mà người tu thì sanh tử luân hồi, còn người thế gian ở ngoài đời thì khổ. Mà cái khổ này không phải là khổ tiền bạc, không thể phải khổ về cơm ăn áo mặc, là khổ tâm. Mà khổ tâm đó thì quý vị biết rằng nó khổ hơn là cơm ăn áo mặc. Cái khổ tâm của nó ray rứt, chứ không phải như, tức là mình bị mất mùa, mình bị thất nghiệp, mình tất cả những hoàn cảnh ở bên ngoài để chúng ta có thể khắc phục được, chúng ta có thể chờ đợi được, chúng ta có thể sau đó chúng ta có thể chờ một cái tương lai, cái ngày hôm sau, tháng hôm sau, năm hôm sau. Năm nay mình mất mùa, mình hy vọng còn sang năm. Nhưng mà người khổ tâm thì người ta không thể khắc phục được mà người ta chết. Cho nên những cái cuộc mà quyên sức tự tử, những người đó đều là bị khủng hoảng về tinh thần, tức là khổ tâm. Cho nên chúng ta muốn thân chúng ta được an thì tâm của chúng ta phải an trước. Thì ngày xưa Ngài Huệ Khả với Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tổ nói với Ngài Huệ Khả đem cái tâm đây tôi an cho. Bởi vì Ngài Huệ Khả tu mà Ngài tìm cái tâm, Ngài tìm không được. Mà Ngài thấy cái hiện tượng của cái tâm nó vọng, nó khởi lên, Ngài khó mà tìm được cái phương pháp an tâm. Ngài mục đích của Ngài là muốn sư phụ mình là Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cái phương pháp tu để mình an tâm cho nó dễ dàng chút. Thì cuối cùng Tổ mới nói ông đem tâm ông đây tôi an cho. Thì Ngài Huệ Khả đi tìm. Lúc ban đầu thì Ngài tìm, bởi vì theo lời của sư phụ mà ông đem cái tâm đây tôi an cho, thì Ngài Huệ Khả mới bỏ cái công ra đi tìm cái tâm. Thì cái thời gian mà tìm đó không thể gặp được tâm. Lúc mà tìm đó, đến một cái thời gian không tìm nữa, tức là dừng cái vọng tưởng rồi đó, dừng cái vọng tâm rồi đó, thì bây giờ Ngài mới thấy là cái tâm là đây. Thế thì Lục Tổ cũng ngộ ở chỗ đó, không ngờ tâm của ta xưa nay vốn thanh tịnh, đâu ngờ tâm ta xưa nay vốn đầy đủ. Lục Tổ cũng ngộ chỗ đó, mà Ngài Huệ Khả cũng ngộ đó. Tức là hễ rong ruổi cái tâm này tìm thì không bao giờ tìm được. Giống như là ta nuối tiếc quá khứ, ta mơ mộng về tương lai, tức là ta phóng tâm tìm hai cái thời gian đó, quá khứ và hiện tại, không nắm bắt được, thì chính cái tâm hiện tại chúng ta bỏ quên. Chúng ta trở về với cái tâm hiện tại, chúng ta sống với cái hiện tại đó là chúng ta có hạnh phúc. Như vậy trong giờ phút chúng ta ngồi ở đây, trong cái giảng đường này, chúng ta biết chúng ta đang ngồi thính pháp, chúng ta không biết cái gì khác nữa. Tức là chúng ta trở về sống với cái thực tại mà xưa nay chúng ta đánh mất. Như vậy là 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn, cái mục đích của Ngài tức là làm cho chúng sinh, tức là trong đó có chúng ta, tức là trở về với cái tâm hiện tại mà chúng ta sống với nó, tức là thân và tâm không rời nhau. Còn nếu như mà chúng ta sống với cái vọng tưởng, cái chạy theo cái vọng tưởng, cái ảo ảnh của quá khứ hiện tại đó, thì là chúng ta bỏ mất. Như vậy là bỏ mất cái tâm thì cái thân này cũng mất luôn. Như vậy thân tâm cùng một lúc. Cho nên sự tu hành cũng như mọi cái sinh hoạt ở bên ngoài của chúng ta hiện giờ, chúng ta chạy theo, chúng ta sống với cái vọng tâm vọng thức, chứ không phải là cái tâm thiệt của chúng ta. Còn cái tâm thiệt của chúng ta, tôi phân tích tức là chân tâm và vọng tâm. Chúng tôi mong tất cả quý vị sống với cái tâm đó. Một ngày chúng ta sống được 5 phút là quý lắm rồi. Ta tập dần dần ta sống được 10 phút, dần dần ta sống được 20 phút, 30 phút. Như vậy là có cái sự tu dưỡng rõ ràng. Chứ còn mình chuộng cái hình thức, có hình thức nhưng chúng ta không thể bỏ được. Bởi vì sao? Lý sự nó viên dung. Bây giờ quý vị ra ngoài sân, quý vị tụng kinh cũng được, nhưng tại sao chúng phải vào chánh điện? Ở trên chánh điện đó là giả hết nha quý vị. Kể cả tượng Phật, kể cả chuông, cả mỏ, đó là pháp gì? Pháp sanh diệt. Ở trên chánh điện là giả hết. Nhưng mà mình vào chánh điện có chuông mỏ, có tượng Phật, có nhang, có đèn, là cái tâm của mình nó yên ổn. Còn mình ra ngoài sân á, mình đứng cái sắp hàng đó ngoài mình tụng thì cái không khí, cái hoàn cảnh nó loãng hết đi, nó không buộc cái tâm của chúng ta dễ vọng động. Mà vào trong chánh điện là cái tâm của chúng ta dễ ăn. Cho nên chúng ta không bỏ sự tướng, mà chúng ta đừng chấp lấy sự tướng. Lý và sự nó phải dung thông với nhau. Bởi vì sao? Cái pháp môn niệm Phật của chúng ta tu đây đó, chúng ta nắm cái căn bản này đó, là lấy tình cảm mà dẹp tình cảm. Cái pháp môn chúng ta đang tu đây đó, là lấy tình cảm dẹp tình cảm. Cái tình cảm đó là gì? Là vọng. Tôi làm ông thầy giáo ở trên bàn, học trò tôi ở dưới nó ồn, tôi mới nhịp bàn, tôi mới im. Thế thì cái nhịp này nó là động rồi, có phải vậy không? Nhưng mà nhờ cái nhịp ở trên bàn này đó là học trò tôi im. Như vậy là lấy tình cảm dẹp tình cảm. Mình lễ gai, đạp gai thì lấy cây gai mà lễ. Không chấp nhận lấy cái mũi nhọn cây gai mà lễ, lấy cái mũi gai ở trong thân mình, ở trong mình, thì đó là người vô trí. Như vậy là dùng danh hiệu của A Di Đà mà niệm, nó là vọng. Nó vọng chứ có gì đâu. Hãy khởi lên vọng, mà có âm thanh sắc tướng là vọng. Nhưng mà nhờ cái lục tự Di Đà này mà cái vọng tâm của chúng ta không khởi. Có phải là lấy tình cảm dẹp tình cảm không? Vì sao chúng ta? Vì chúng ta nhận thức là nghiệp chướng của chúng ta còn nhiều, tội lỗi chúng ta còn nhiều, vọng tưởng chúng ta còn nhiều. Thế thì bây giờ chúng ta không dùng cái pháp môn này dễ dàng này để chúng ta tu thì khó lắm. Cho nên tôi không phải là cái tôn của mình là mình chuyển gương cái mình của bên này hết, mà tôi thấy rằng là dễ tu, hợp với cái căn cơ, cái hoàn cảnh. Tôi đi Phật sự suốt ngày, công việc cũng mệt lắm, tức là tối lại tôi niệm Phật không thành, chỉ dừng 10 phút, 15 phút là tôi thấy an ổn. Cả cái gì mệt nhọc của tôi một ngày qua nó tiêu hết. Thế thì tôi thấy có kết quả. Mà nó như đêm đó tôi về mà tôi không nhận môn niệm Phật là biết đa đoan tôi đủ thứ chuyện hết. Tôi chắc đêm có tràn trọng cũng được, ngày sau tôi khổ. Mà do cái pháp môn niệm Phật này là tôi an ổn được cái thân tâm của tôi, cho nên ngày sau tôi tiếp tục tôi làm Phật sự. Như vậy là bắt đầu lên khoảng 25 tuổi đến nay 60 tuổi rồi. Phải mòn quý vị, đầu từ nó mòn rồi. Mà ở ngoài thai được cái đầu từ của thai không được, mòn rồi chịu thôi. Thì cũng cố gắng. Ở cuối cùng đây là tôi đọc cái bài thơ Xuân Dật để tặng quý vị. Năm 72 lúc tôi còn ở Hải Đức, là Tết ở vườn cũng có cái cổ động mỗi tăng sinh là một thơ Tết, cái chủ đề là xuân. Thì tôi làm cái bài thơ cái tựa là Xuân Di Lặc và được nhà trường thưởng 2 chai dầu, mà xì dầu ngon. Xuân Di Lặc tràn đầy hoan hỷ, hỡi long hoa khó tả niềm vui, Từ tôn ngài hiện nụ cười, vừa hiền vừa đẹp, vừa tươi vừa hòa. Tết nguyên đáng hội minh niên hớn hở không cùng. Trong khi vạn vật tưng bừng, thì ngài xuất hiện chân dung khác thường. Tay sách bị in tuồng hành khất, áo trật vai giống hệt như tiên, lại thêm má núng đồng tiền. Chung quanh sáu kẻ ngửa nghiêng reo hò, 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 ngửa. Như vậy tức là cái cách lại Phật ngũ thể đầu địa, tức là cái trán của mình, hai cái cùi chỏ của mình, hai cái đầu gối của mình là phải sát đất, cái lưng phải ngay rồi. Tức là hai cái tay của mình chắp sát lại, cái lòng bàn tay khít lại là hiệp trưởng, cái y, cái ấn hiệp trưởng. Tức là cái lòng bàn tay nó không có ốm về được mà phải sát như thế này, sát thế này. Con mắt mình á, là dòm xuống cái ngón dài nhất của cái bàn tay mình, để vô cái ức này, cái cục xương chỗ này mình để vô cái ức này. Con mắt mình dòm vô cái này rồi, thì ở ngoài họ nhìn vô đó là một, hai phần nhắm, một phần mở, chứ không có ngước lên, cũng không có nhắm mắt, mà phải dòm ở cái ngón tay giữa của mình, để vô cái ức của mình, chỗ cái này để được. Rồi khi mình lại xuống thì đưa cái này lên cái trán, lại xuống.